one happy Friday. Yes, it's Friday. It's one day to the Taste of Southeast Asia Love Festival. Chị không quay em mà chị nói tên em được chứ hả? Yeah, được. Tại em đang ăn em ngại thôi. Okay. So today, me and Sally, we are painting the lantern. So these are the lanterns that the organizer of the Water Lantern Festival that we did last week. Last week was beautiful. We were at Downsview Park, and you know, the Water Lantern Festival, as I mentioned to you, it's been around for like probably a decade, and they travel all over North America. So they originated in U.S. and then they go all over the states of U.S. and then they make their way up to Toronto, Canada, and you know, all the other provinces of Canada. So they're like a North America event. So last week was the first week after COVID that they came back, and we Better Future Kids had a booth there, and if you watch my live stream, you saw the park was like empty when we got there, but when 4 o'clock, 4:30 came, it was super packed. There were like 7,000 people, and the organizer was very sweet. Owen and Jake, Sarah, definitely amazing organizing team. And you know, besides the Taste of Southeast Asia and the Taste of Yunnan that I volunteer for, I also like to participate in other organizers' festivals so that you can learn, you know. Đi một đàn học một hàng khô các bạn. Nên mình phải, you know, ra ngoài thế giới học hỏi, quen người này người kia, đặc biệt là cộng đồng quốc tế, để mình học hỏi những cái hay để mình mang về làm cho cộng đồng của mình. Đó. Thì that was like last week. Thì last week after the event was over, so these were the lanterns that they sold to the customer or the attendees. It was like $45 online, and then at the festival it was like $75. But it's the experience that you're paying for, right? And it was a beautiful you know, event. Like I said, if you watch my live stream, you know. So after the event was over, the organizer cleaned up the park, and they donated these lanterns to me so I can use it for our charity fundraiser tomorrow. So tomorrow is the Taste of Southeast Asia Love Festival, everyone. So we are painting this now. So today Sally's off from school. She didn't skip school. It was actually a PA day, okay? So Sally, you know, she had a day off. She didn't, you know, go home and chill. So she called me up and she's like, "T. Kelly, I can come and help you." Happy smiley face emoji. And here she is. She's eating and she didn't want me to live stream her. So I'm just mentioning her name. So, you know, it just shows you that, like, when you do these events, it's not something that one person can do alone, but it takes a village. It takes a team to do this. And I'm very happy to see, like, I think out of the whole organizing team, I'm the oldest one next to Dupuy. The rest are really young, energetic, dedicated Gen Z or Gen X. I think it's Gen Z, the Generation X, right? Yeah, I think so. Okay, nó tới mình là giới trẻ. Cho nên, hả? Gen Z? Z like Z? Yeah. Okay, Gen Z. So với các bạn thì Kelly già rồi, cho nên rất là vui là có các bạn trẻ đồng hành. Thế thì Việt Nam cũng vậy các bạn. Thế thì Việt Nam là 90% là toàn các bạn trẻ tổ chức rồi làm chạy chương trình. Chứ những người mà như Kelly gần rất xa trời đó các bạn, đâu còn sức nữa đâu mà làm. Cho nên đi theo các bạn trẻ kiếp cũng yêu đời và sung hơn.
thì đây là Kelly thì hôm nay không phải trốn làm nha, bình thường là trốn làm, nhưng mà nguyên cái tuần này là xin nghỉ, Kelly đi làm á, chủ của Kelly cũng rầu Kelly luôn, tại vì nhân viên đi làm gì mà nghỉ nhiều hơn đi làm, là full time job mà xin nghỉ nhiều hơn có mặt ở tiệm, cho nên học cũng khổ đời với Kelly lắm. Nhưng mà thấy mình đam mê và mình có cái mission đó các bạn, cho nên ông ủng hộ và ông cũng thông cảm. Chứ gặp mấy người chủ khác chắc Kelly bị đuổi từ lâu rồi. Cho nên hôm nay á còn cả trăm cái này các bạn, cho nên nếu mà các bạn nào mà hôm nay không bận, trời đang đẹp, có thời gian tới phụ thì please đến phụ Kelly đang at my house. Cô Kelly ở là gần Jen and Lawrence cho nên cũng dễ đi xe bus lắm. Em đi xe bus mấy tiếng tới đây vậy? 1 tiếng 44 phút. Đó, ok. Nên tại em xa. Ok. Em đi một cái xe bus xong đi sau vậy tới. Xong rồi em đi một cái xe bus tới đây. Các bạn nghe mà thấy đứt ruột đứt gan chưa? Sally là volunteer care của team lead của volunteer care. Có nghĩa là trong cái lễ hội nó có nhiều bộ phận đó các bạn. Và mỗi bộ phận thì có 2 người quản lý. Tại vì nên làm 2 người để mà 2 người có thể hỗ trợ với nhau và cũng có tinh thần teamwork. Cho nên Chef Việt Nam và Chef Taxi luôn làm một cái vai trò mà có 2 người đồng hành làm với nhau để hỗ trợ nhau. Thì Tommy và Sally là 2 người volunteer care lead. Có nghĩa là đội ngũ chăm sóc cho các tình nguyện viên. Có nghĩa là ai đau, ai ốm, ai đói bụng, ai khát nước là đến gặp Sally và Tommy đó. Thì Sally đi ở lúc ở Richmond Hill rồi. Có nghĩa là một cái thành phố khác, đi xe bus 1 tiếng 44 phút. Có nghĩa là đi tới đây 1 tiếng 44 phút, đi về thì chắc cũng khoảng 2 tiếng. Cho nên ngồi trên xe mất hết bao nhiêu tiếng em? 3 tiếng hả? Tổng cộng á. 3 tiếng. Tội nghiệp ghê chưa. Đó. Thì các bạn thấy rằng là khi mà làm những cái đây sơn xong là các bạn rất là dễ đó. Tại vì nó cũ rồi cho nên mình sơn nó mới lại. Cho nên có ai mà hôm nay không bận nghiệp, có thời gian đến phụ thì có thể drop by anytime nhé. Tại vì rất là cần sự đồng hành của mình. Làm từ đây tới ngày mai. Làm từ bây giờ cho tới ngày mai luôn á các bạn, chứ không phải là. Cho nên vì thế bữa nay không làm xong thì ngày mai đem lên cái lễ hội làm. Thì mấy cái này á sẽ bán các bạn, và cái số tiền đó đó sẽ giúp cho cái bé đến trường, và cũng gây tiếng nói để chống tệ nạn buôn người và lạm dụng tình dục trẻ em. Có nhiều người không biết tệ nạn buôn người và lạm dụng tình dục trẻ em là cái gì, thì Kelly cũng không muốn nói những cái gory detail, nghĩa là những cái chi tiết mà khủng khiếp. Các bạn có muốn biết thêm chi tiết thì có thể lên Google, tắt Google để mà tìm hiểu thêm. Nhưng mà nói ngắn gọn á, là tệ nạn buôn người là khi người ta buôn một con người làm nô lệ. Và thế kỷ 22 các bạn mà vẫn còn xảy ra cái tệ nạn buôn người, nó gọi là human trafficking, slave đó các bạn. Và phần lớn á, người ta buôn trẻ em và phụ nữ là vì tình dục và for sex. Thì đó là một trong những cái tệ nạn mà Kelly không cầm lòng nổi. Và từ năm 2009 mà Kelly đã được biết đến cái tệ nạn này qua linh mục Nguyễn Bá Thông là cha thông. Và từ năm 2019 cho tới giờ thì đó, nó từ đó nó trở thành cái mission trong cuộc sống của Kelly. Mình làm tất cả khả năng mình có thể
để mà gây tiếng nói để chống cái tệ nạn này. Thì nói thật các bạn, cái tệ này nó buồn cho nên thật sự không ai quan tâm nhiều đâu. Lúc xưa thì tụi này có làm những cái buổi awareness night, có nghĩa là buổi nói chuyện, thì chắc cũng vài trăm người đi thôi. Mà cái công sức bỏ ra để tổ chức một cái sự kiện đó, nó cũng bằng công sức tổ chức cho Taste Việt Nam. Thì từ đó đang tổ chức với ký hả? Ok, em cứ ký giùm chị đi. Hi, excuse me, hello. Cho nên từ đó tụi này mới nghĩ ra cái gì đó mà có thể thu hút được nhiều người hơn. Thì từ làm những cái buổi awareness night đến những buổi gala ở trong cái venue dinner and dance gala thì cũng cao lắm là vài cái mã hả? Ok rồi, đợi tiếp xếp chị ra liền.
come and give us a helping hand. If any students need extra volunteer community service hours, we can give you your service hours. And you can help us paint the lanterns like this, okay? Quan tâm đến những trẻ em dưới 18, dưới 12 tuổi mà
cái đứa bé mà Kelly gặp mà nhỏ nhất khi mà em đã được cứu đó, thì thật sự lúc đó em mới có 47 tháng rồi các bạn, chưa đầy 5 tuổi. Cho nên mấy cái này nhiều lúc nói thì các bạn không tin đâu, nhưng mà nếu mà có dịp các bạn về Việt Nam hay là các bạn có dịp tìm hiểu trên mạng, các bạn sẽ thấy rằng cái thế giới này nó cũng khá là sick. Và con người, người ta không biết người ta nghĩ sao, nhưng mà người ta có cái thú vui là lạm dụng con nít về vấn đề tình dục. Rồi còn lạm dụng như thế nào thì không thể để các bạn tự tìm hiểu trên mạng đi ha, tại vì nói cũng không được và nói ra thì theo thì hơi bị sensitive. Cho nên nói ngắn gọn lại là nó đang xảy ra không phải ở Việt Nam, ở Đông Nam Á, mà nó đang xảy ra ở thành phố Toronto. Nếu mà Toronto, Canada, đất nước văn minh như thế này mà nó xảy ra nữa thì không tưởng tượng được cái thiệt hại nó xảy ra ở Việt Nam hay những nước mà không được bảo vệ nó sẽ như thế nào. Thì đó là cái động lực cho những anh chị em trong ban tổ chức, tất cả thiện nguyện viên và tất cả những người các bạn thấy đồng hành với hội giúp bé đến trường áo dài Canada, Bé the Future, Text Việt Nam hoặc là Text Southeast Asia. Tất cả bốn cái hoạt động này và Text of Sea nữa, tất cả những cái hoạt động mà Kelly tham gia thường xuyên, cái mission của chúng tôi là trong cái tệ nạn này bằng mọi hình thức. Thì hồi xưa các bạn, mình không có khả năng và hiểu biết cũng không được nhiều, cho nên chỉ làm cái buổi awareness này, mướn cái chỗ ở community center ngồi nói chuyện thôi. Thì các bạn tưởng tượng mới ngồi nói chuyện về những cái chuyện buồn bã này thì đâu có nhiều người đi đâu. Thì nhưng mà đó không làm cho tụi này nản lòng, cho nên phải nghĩ cách để trở thành tiếng nói to hơn và mạnh hơn. Thì lúc đó thì học làm gala, làm những chương trình gala thì lên cũng được 800-700 người. Mà đương nhiên cái tệ nạn này nó là cả thế giới mà, thì lúc đó phải nghĩ cách làm sao mà cho nó phổ biến hơn nữa. Thì lúc đó mới đẻ ra chương trình Taste Việt Nam. Thì chương trình Taste Việt Nam diễn ra ở Nathan Brook Square, là ngay tòa thị chính của thành phố Toronto. Thì cái đó lên tới vài chục ngàn người. Rồi ngày mai và ngày mốt sẽ làm lễ hội văn hóa và Đông Nam Á, lễ hội văn hóa ẩm thực của Đông Nam Á ở Celebration Square, là một cái thành phố ở Mississauga cách Toronto khoảng nửa tiếng. Thì cái đó cũng đem vào vài chục ngàn người. Thì bởi vì những cái chương trình mà đã bỏ công làm thì mình muốn cái tiếng vang, cái tiếng nói mạnh hơn đó các bạn. Tại vì tổ chức một cái sự kiện một ngày hay hai ngày ba ngày thực sự cái công suất nó khác nhau à. Cho nên làm một cái community center awareness hay là làm một cái lễ hội 3-4 ngày thì thực sự cái sức và cái đương nhiên là cái sức nó nhiều hơn rồi, nhưng mà nó đáng. Thà mình làm một lần mình nó đáng luôn. Cho nên vì thế mà có nhiều bạn hỏi là làm sao mà làm cái sự kiện nhiều ngày quá vậy. Là đã mất công thì mất công luôn các bạn. Chứ nghĩa là mình, nhưng mà thật sự đúng, hồi xưa Kelly cũng thắc mắc là làm sao mà có thể làm nổi nha. Nhưng mà Kelly tin khi mà chúng ta làm những công việc này có Chúa đồng hành. Kelly là công giáo cho nên Kelly nói về Chúa, nhưng mà nếu mà các bạn tin về Phật hay là trời hay là ông bà thì mọi người đều có cái đức tin riêng, nhưng mà riêng Kelly thì các bạn sẽ nghe Kelly nói về Chúa, tại vì đó là cái đức tin của Kelly. Thì Kelly tin rằng khi mà chúng ta làm những công việc này á, luôn có Chúa đồng hành, Chúa sẽ gìn giữ. Và có những lúc á các bạn, mình sẽ cảm thấy là biến đối, có nghĩa là like today things go wrong, ok, nghĩa là mình plan. Các bạn nào mà tham gia với Kids Việt Nam thì trời Better Future for Kids biết là lúc đầu á thì họp là plan A, họp hai tuần sau á là thành plan B, qua tới tay của city và thêm những cái level khác nữa thì nó thành plan C, thì cuối cùng tới ngày sự kiện đó, nó ra plan Z. Cho nên phải có tình yêu thương và phải có sự thông cảm với nhau mới làm được các bạn. Tại vì nhiều lúc á
nó đổi như vậy á, nhiều người dễ bị dị ứng lắm, và không hiểu nhau và không vì một cái đích chung á thì sẽ dễ xích mích và dễ cãi lộn. Đặc biệt là làm những cái chương trình vào những cái ngày mà nó nóng á các bạn, dễ nổi lửa lắm các bạn, đừng nói ai xa cho liền mà cái gạt nóng tính nữa. Nhưng mà vì tình thương khi mà chúng ta làm á, thì chúng ta có tình thương thì chúng ta làm, đương nhiên lúc làm là va chạm, đụng chạm, rồi cãi bới nhau tùm lum tà la đó. Nhưng mà cái mission đó các bạn, cái mission và cái cause và cái tình thương cho trẻ em nó giúp cho chúng ta kiss and make up is the word for it. Mình không quên đi cái lý do vì sao mà mình làm cái này và mình làm vì ai. Nếu mà chúng ta làm vì mình á, nghĩa là it is for self gain thì dễ cả lộ và dễ chia rẽ lắm, tại vì mỗi người đều có cái tự ái với nhau mà. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm vì cái chung, vì trẻ em, thì chúng ta sẽ dễ tha thứ cho nhau hơn. Cũng giống như á, hai vợ chồng đi, ba với mẹ cả lộn với nhau, nhưng mà nếu mà họ có con, họ nghĩ tới con mình, họ không muốn cho con mình buồn, họ không muốn cho con thấy ba mẹ cãi vã nhau, thì họ sẽ dễ làm hòa với nhau hơn. Đúng đó. Yes. Yeah. Đó, cho nên các bạn cứ nghĩ khi mà làm những cái công việc này nè. Ok, volunteer, nếu mà mình biết cái mission của mình, nghĩa là mình vì cái mission, vì trẻ em thì có giận nhau thì cũng ok. Put it aside và mình làm vì trẻ em là mình sẽ dễ tha thứ với nhau. Và nếu mà mình làm vì cá nhân á thì ai cũng có cái tôi đó, xong rồi không vừa ý là giận, giống như Kelly nè, hồi xưa dễ giận lắm, nhưng mà bây giờ đỡ hơn tí xíu rồi, tại vì mình biết mình làm vì cái gì và mình làm vì ai đó. Thì đó là cái cách mà tụi này work together. Chứ các bạn thử hỏi một cái sự kiện mà 200 mấy người không có chuyện mới là lạ đó. Và khi mà va chạm với nhau các bạn, và cái này là cái mà Kelly học khi mà làm việc với David Schultz. Chứ hồi xưa Kelly sống ở đây từ bé, không có tiếp xúc với người Việt, hay là không có tham gia sinh hoạt cộng đồng nhiều, cho nên mình cũng anti-social và mình cái tự ái mình cao lắm. Nhưng mà khi mà Kelly tham gia những cái sinh hoạt của Better Future Project 15 năm qua thì mới học được một điều á, là con người với nhau á, cãi lộn, va chạm là chuyện rất bình thường. Cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em cắn nhau, chửi nhau, tơi bời nữa, muốn chi là người dân, người ngoài. Nhưng giận thì giận, mà thương thì thương. Đó, thì nói tóm lại là chúng ta nhớ, chúng ta vì ai thì chúng ta sẽ dễ tha thứ cho nhau hơn và tiếp tục. Chứ làm cộng đồng cũng đâu khác gì là gia đình đó các bạn. Gia đình mình là gia đình nhỏ, còn cộng đồng là gia đình lớn. Đó. Thì những người trong ban tổ chức của TASTE Việt Nam và TASTE Southeast Asia cãi nhau, giận nhau suốt ngày, bình thường lắm các bạn. Làm sự kiện gì đó chứ mà hả, mỗi tuần đều họp, mỗi thứ hai á là họp. Họp từ 9 giờ rưỡi tối, nhiều lúc lên tới 3 giờ sáng, không biết nói gì mà nói nhiều quá. Rồi nhiều lúc nói chuyện còn cãi vã nhau như chó với mèo nữa. Nhưng Kelly nói, mọi người đều nhớ lại mình làm vì ai. Mình làm vì trẻ em, mình làm vì đồng bào, mình làm vì dân tộc của chúng ta. Cho nên mọi người đều bỏ cái tôi của mình xuống và làm hòa với nhau, dù có những lúc cãi vã, giận hờn, hiểu lầm, trách móc, đủ thứ chuyện. Thì đó mới là cái tinh thần làm việc. Và mỗi lần á mà giận nhau mà làm hòa với nhau rồi nha các bạn, thì cái tình thương mến thương nó nhân gấp đôi. Và sau một thời gian dài á, cái relationship đó và cái bond đó đó không dễ bị vỡ đâu, tại vì đã trải qua hết những cái buồn vui với nhau rồi thì đã thành một cái đại gia đình, và lúc đó chỉ biết cùng nhau để mà đi tới thôi. Đó. Thì đó là cái
trải nghiệm của Kelly khi tham gia những cái hoạt động thiện nguyện này? Thì nói thật với các bạn, nó cũng đánh đổi và với những cái khác lắm các bạn. Riêng Kelly ngồi đây thì làm cái này là nhẹ dễ đó chứ. Còn các chị khác như chị Cindy, chị Thúy, chị Hà, rồi mấy anh chị khác đang lo về những bộ phận khác như sân khấu, họ hy sinh thời gian, tiền bạc. Tại vì làm cái này á, phải nghỉ làm, bỏ thời gian ra, sức khỏe, gia đình, chưa kể chồng la, vợ mắng, ba mẹ không vui, đủ thứ chuyện. Nhưng mà họ vẫn làm vì cái chung. Đó là những cái tinh thần rất là đáng quý các bạn. Mà không ai biết, tại vì team này á, ai cũng là mắc cỡ. Điển hình như cô đang ngồi bên cạnh Kelly nè. Chị ơi em mắc cỡ lắm, chị đừng có livestream em không muốn lên livestream đâu. Đó. Và nếu mà Kelly không kể thì người ta không biết. Và những cái hay này á, nên cho người ta biết. Tại vì hồi xưa á, Kelly cũng thấy những anh chị đi trước cũng chia sẻ những cái trải nghiệm của họ, thì nó motivate mình để mình làm. Cho nên nhiều lúc không phải là mình share những gì mình làm là mình khoe hay là mình không phải. Tùy theo cách mình chia sẻ thì người ta có thể nhìn ra được hay hiểu ra được là mình show off hay là mình thật sự là mình chia sẻ. Cho nên mấy bạn trong ban tổ chức và board thì mắc cỡ không có thích chia sẻ, cho nên là Kelly chia sẻ giùm. Mà nhờ chia sẻ như vậy thì mình mới biết được những cái hoạt động này, đúng không các bạn? Cho nên những gì mà mình làm mà mình chia sẻ thì nó là một cái động lực cho những người khác, và nó cũng giúp cho các bạn nào mà đang muốn làm mà không biết làm cách nào. Chứ những cái này đâu phải là tụi này nghĩ ra đâu các bạn. Mình nào tới giờ là đã có bao nhiêu anh chị cô chú đi trước làm những công việc này rồi, chỉ là họ không có cái điều kiện để mà họ chia sẻ và ít người biết đến những công việc của họ làm thôi. Bây giờ thì mạng xã hội nó nhiều và nó free nữa. Cho nên đây cũng là một cái dịp để mà mình chia sẻ thông tin và mình có thể motivate những bạn khác để cùng làm đó. Cho nên bây giờ thì tôi tưởng tượng chị Thúy đang ướp thịt, đang lo đồ ăn, rồi chạy tới chạy lui ở kitchen, rồi bao nhiêu người khác. Anh Mẫn thì lo trang trí, sắp xếp cho đồ ngày mai. Cho nên thật sự là một cái chương trình dancing hay là ca nhạc thì thật sự khỏe lắm các bạn ơi. Tại vì Kelly cũng đã trải nghiệm cái đó rồi. Nhưng mà làm những cái chương trình như thế này thì nó mất nhiều thời gian lắm. Tại vì nó liên quan về văn hóa. Rồi nó nghĩa là các bạn thấy không, cái này nè, nó chỉ là cái thớt thôi ha, giống như là cái miếng rổ thôi, nhưng mà nó còn phải thêm 4 cái cây đấm vô, rồi phải có cái miếng giấy bọc qua, rồi phải có cái đèn, rồi cái đèn là phải vẽ những cái hình trên cái tờ giấy. Có nghĩa là một thứ nó không phải đơn giản là một thứ, mà nó nhắc những cái khác. Cho nên cái đó mới là cái mất thời gian và mất thời giờ đó. Nó cực ở cái cực chỗ đó chứ. Chứ nếu mà cái này nè, nó tự nó đẹp, tự nó sáng thì nó một bình nó thôi thì nó khỏe. Nhưng mà đó, bà Kelly chỉ nói đơn giản là cái này thôi nha. Chưa tính bên sân khấu của biển, còn model mặc áo này đi với quần nọ, rồi phải làm tóc trang điểm, rồi phụ kiện này. Nghĩa là ôi rồi ơi, nó nhắc mấy cái đó. Chính vì thế nó mới nhiều việc các bạn. Đó. Nhưng mà vì như thế á, nó mới thu hút được những các bạn quốc tế, và cũng là thu hút những bạn trẻ. Các bạn trẻ bây giờ là yêu cầu cao lắm. Thế hệ ba mẹ Kelly hay Kelly thì còn whatever, chứ còn bây giờ với trẻ ở đây, mấy bạn học quốc tế thì các bạn có nhiều mở mang kiến thức, cho nên các bạn giỏi. Cho nên nếu mà làm mà không đủ standard thì các bạn cười. Right, Sally? Đó.
Cho nên đó lý do vì sao mà Carrie thích tham gia những cái chương trình của quốc tế là vậy. Tại vì chính bản thân của Carrie cũng muốn học hỏi theo kịp cái thế hệ trẻ. Tại vì mình làm vì các bạn trẻ mà, mình làm vì con cháu chúng ta, thì chúng ta phải học những gì mà mấy bé học để chúng ta hiểu và chúng ta đồng hành với mấy bé chứ. Chứ mấy bé đâu có đi lùi lại, mình thì đi tiếp, mình học hỏi theo cái thế hệ mới chứ thế hệ cũ. Thế hệ mới đâu có đi ngược lại mà theo cái thế hệ già được. Đó, cho nên như thế. Nói nhiều tí xíu, tại vì bây giờ rảnh. Cái tai thì bận thôi, mà cái miệng thì rảnh. Cho nên tám cho các bạn nghe. Nói chưa được. Nói cho đỡ buồn. Cho nên vì thế mong rằng những cái công việc mà các bạn nguyện viên, đặc biệt là các bạn trẻ làm, có sự nâng đỡ và đồng hành qua lời cầu nguyện hoặc là hay là qua sự trực tiếp của quý cụ ông bà và anh chị em, để chúng ta dìu dắt con cháu của chúng ta, con em của chúng ta, để các em có một cái nền tảng để sau này khi mà Kelly và các anh chị trong ban tổ chức chết đi á, thì các em đã có một cái foundation để các em tiếp tục. Thì đó là cái điều mà Kelly tin là nó cần thiết cho con cháu chúng ta ở hải ngoại. Đó. Rồi, tí. Rất là dễ, để cho khô và sau đó ngày mai cắm 4 cây. Và sau đó có cái giấy nó bao như vậy nè các bạn. Đó. Và có cái lồng đèn đây, thì ngày mai ở Taste of Southeast Asia sẽ lung linh đẹp lắm và chúng ta thắp lên. Tại sao Kelly chọn cái lồng đèn? Cái này là cái lồng đèn của Waterland Festival, nhưng mà chúng ta sẽ có lồng đèn hoa sen, có nhiều lồng đèn lắm các bạn. Chúng ta Taste Việt Nam hoặc là Taste of Southeast Asia làm chú trọng về những cái sáng, cái nến là tượng trưng cho chúng ta là ánh sáng, từng người chúng ta là the light, để light up cái awareness against human trafficking. Chúng ta báo động bằng cách shine the light on cái tệ nạn tối tăm này, để cho người ta biết, để ngăn ngừa cái tệ nạn mà làm dụng tình dục trẻ em và buôn trẻ em. Đó, thì đó là cái ý nghĩa của những cái đèn mà chúng ta làm ánh sáng. Còn về cái hoa sen á, theo thì đã kể nhiều rồi, là đó là tượng trưng cho các con của chúng ta. Cho nên rất là dễ làm các bạn, ai làm cũng được. Bây giờ còn đó, chắc khoảng mấy trăm cái nữa thôi. Đây cho các bạn xem nha. Nãy giờ làm được như đây nè. Thì thật sự là nó không có khó làm, chỉ là nó mất thời gian thôi. Đó. Đây. Rồi bên kia, đó, còn có nhiêu đó thôi. Cho nên còn có nhiêu đó à. Còn có nhiêu đó thôi. Mới làm được có 20-30 cái, nhưng mà chỉ còn có khoảng 300-400 cái nữa thôi, cho nên cũng không có nhiều. Không có nhiều. Cho nên vì thế xin mời quý cụ ông bà ba anh chị em có ai có thời gian thì xin tới phụ giúp Sơn. Còn nếu mà hôm nay Sơn không kịp thì xin mời ngày mai tới Sơn phụ. Chúng ta mỗi người một tay. And no help is ever small. So don't think that you cannot do anything you can. See? Mình mang như thế này nè các bạn. Hồi hôm qua thì anh Việt và hai đứa con trai của Kelly tới làm này, thì đây là Timothy bay nè. Đó, Timothy nói là cô Kelly lấy cái này, cô Kelly lăn á, nó lẹ. Còn anh Việt á thì nói là chị Kelly mua cái máy xịt sơn á, thì mỗi người một ý. Mình thì không biết xịt, cho nên mình để cho anh Việt lo cái xịt đi, xịt cái spray paint, còn mình thì sơn này cho nó lành. Đó, các bạn chỉ lấy các bạn lăn như vậy thôi, sau đó lấy cái này nè, dặm thế thôi. Cho nên hôm nay workshop sơn lồng đèn will open until 9 p.m.
Cho nên anyone who can come and help, please message me. Okay? Rồi. Bây giờ phải bye bye các bạn nha. Kelly phải đi pick up đồ printing nữa. Cho nên hôm nay là cái ngày mà chạy vòng vòng. Kelly thì làm những cái việc lặt vặt. Cho nên bye bye các bạn nha. Nếu mà các bạn nào mà tới phụ được thì xin cho Kelly biết. Thank you everyone. Have a good day. And we'll see you tomorrow at Celebration Square, Mississauga, right in front of Square One, for the Tastes of Southeast Asia Love Festival. So the festival is open from 12 to 11 p.m. tomorrow, and Sunday from 12 to 7 p.m. Xin quý cụ ông bà ban chị em thêm lời cầu nguyện cho chúng con, đặc biệt là các bạn thiện nguyện viên âm thầm ở đằng sau. Các gian hàng, mọi người đang đồng hành cùng Taste of Southeast Asia để cho mọi sự được bình an. Thì chúng con đã làm hết sức rồi. Bây giờ chỉ phó thác mọi sự trong tay Chúa thôi. Cho nên xin quý cụ bà ban chị em thêm lời cầu nguyện cho chúng con nha. Mọi người. See you soon. Tomorrow. Bye bye. Right here. Bye. Thank you, Sally, for coming today. See you today. Tomorrow. Love Festival. Love you lots. Hey, Jay, how are you? Good. Okay, so we're gonna start loading stuff in. Okay. Let me move out of the way for you. Oh, yeah. Hold on. Okay, one second. Okay.